Dad. What? What the fuck? Chùa ở gần trường không? Đó là gần trường nhưng cũng mất tầm 15 phút đi bộ đến đây. 15 phút đi bộ và cả đi tàu đến đây nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở phía trong chùa nó như thế nào. Và ở đây là hầu hết là mọi người đến đây ai cũng gọi là cầu may mắn này, cầu nói chung là cầu thành công về học trong học tập ấy. Nên là bọn mình cũng sắp có những kỳ thi quan trọng ở phía trước ấy. Thế là bọn mình cũng đến đây để cầu may mắn. Đấy. Bây giờ mọi người cùng với mình vào trong xem nên nói như thế nào. Let's go. Tôi nhanh đoạn này. Đây là cái cảnh quan chính khi mình vào chùa nhá. Ở đây là có những chùa to lớn nhỏ và có những cái cầu may các thứ. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá ở chỗ đây, khám phá hết tất cả nơi này. Let's go. Khi mà vào đây mình phải rửa tay trước khi vào, rửa tay xúc miệng trước khi vào. Đấy, thế là mình quên kiểm tra cách rửa tay như thế nào. Vào đây mình lấy cái này nhá, rửa đây, rửa một tay đã xong. Đến giờ tay bên phải phải làm một lần nữa đây này. Trong này lấy một tí nước bỏ vào tay. Ở đây người ta có treo những cái cầu may ấy. Đấy. Người ta cầu may mắn cái gì thì người ta viết vào rồi người ta treo lên đây. Nhưng mà hầu hết ở đây là đều là vô cả kinh, gọi là cầu đậu vào, cầu may mắn ấy. Vô cả cư. Ở đây toàn là vô cả cư hết. Người ta đi thi các thứ người ta toàn ở đây này. Đấy. Rất là nhiều. Ở đây có phải cả mấy nghìn cái chứ. Rất là đông nha, rất là nhiều. Đấy. Cả ở bên kia nữa kìa.
Đây là sau khi mình mua cái bảng này, sau rồi mình bắt đầu mình viết vào đây nhá. Mình viết vào đây cầu cái gì ấy, thì mình viết vào đây. Giống như kiểu là cầu đậu đại học hay là Suluyon ở đây. Xong đó thì mình gắn lên ở đây nhá. Giờ đang khâu chuẩn bị, tí nữa mới gắn. Ở đầu kia là người ta có bán bùa may mắn. Thế là nên là mình cũng thử may mắn. Mình cũng mua một tấm bỏ vào trong túi nó cho nó may mắn đấy. Bây giờ mình lại đằng kia mình mua một tấm nhá. Bùa này là bùa cầu cho gia đình may mắn bình an. Thì công việc học hành thì mình cũng theo mình nghĩ thì là cái sự cố gắng của mình, năng lực của mình cố gắng thì là nó sẽ thành công thôi. Nhưng mà cái vấn đề chính mình nghĩ đó là gia đình lúc nào cũng phải là bình an may mắn, thì lúc đấy mình mới có thể là cái đường đời của mình nó mới gọi là đi được may mắn lên được. Đấy. Thế mình mua cái này nhé. Nó thấy mình đến à? Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Mỗi lần mày cóc này tuyệt vời luôn này. Thì mai trăm yên mà bỏ. Ta đi bây giờ không không. もっと。はい、チーズ。
kệ thì bà làm gì.